Chào anh em nhé. Hôm nay tôi và anh cùng bác sĩ đi công tác nhé. Làm đi công tác một chiều một buổi nhé. Thì cái điểm câu hơi bị lý tưởng luôn. Thấy chỗ đúng đấy, có em lắm. Rồi đó, cái máy quay thì đúng đấy. Chiều nay nắng anh ạ, trời nắng gắt lắm. Sao cô tôi không ăn được nhỉ? Buồn quá. Tôi đổi chỗ đi. Sang bên này. Vừa rồi câu hụt hai con ở đấy đấy, chứ nó không ăn nữa. Như hùng Messi đây. Thứ rồi luôn. Mày. Ôi, ăn đây phải các cụ. Ngon. Ừ, mùi thúi rồi. Phải thái giun mới đây. Mùi chứ phải cất mộ. Ô. Ăn kinh thế. Rồi lên rồi. Ôi ôi ơi. Cả vào cả mặt luôn anh em ạ. To to to. Trời ơi. Lòm lòm. Kiếp cá đỏ luôn hay cả cá trống, con cá trống. Cá đực quên kiến, cá mà nó như con gà. Con cá trống này chứ. Con cá đực. Rồi. Rồi, hai em. Đây Hùng Messi được hai em rồi. Vậy, rẽ không lên cá nữa. Thôi xong, tôi hết giờ rồi. Không ăn mày bơ, phần điện thoại. Vừa rồi ăn của tôi câu được 4 5 con như rồi mà giờ nó không ăn nữa, nó đi đâu hết đấy. Đó là rồi, đó lắm. Đó tính mà. Từ để câu đây đã. Chắc luộc thì mình bánh chân luôn mà. Ừ. Quốc chắc là được ăn lắm luôn. Mình ăn đào lá thì ăn rồi thế. Đó. Cá nhấp nhấp khó chịu lắm, cá khôn lắm. Ui trời. Đi tận không để câu đây thử coi. Bên cả như như con đi. Để quay hung mệt chi câu mà. Đó, 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 chuẩn bị giật lên. Từ khi bật máy quay lên cá không ăn nữa. Từ khi bật máy quay cá không ăn nữa anh em ơi. Cái đề đợi hồi ăn lại thôi.
Cứ để im như thế tí nó ăn nhớ mà. Và nay phải về đào thêm giun đấy. Hết giun đây. Giun đang ăn mạnh đấy. Rồi rồi, ăn rồi, ăn rồi. Đây à. Ăn rồi, ăn rồi. Lên ăn bề đại cho mai đi. Mai. Rồi đấy nhá, mình có mày. Con nó bị giật mày phát ăn khốn đây. Quay lên ăn đây rồi. Ăn chán này, từ khi bật mày quay lên cả không ăn nữa. Buồn quá. Ôi giờ hết mùi à? Không. Vài mùi hết đấy gì? Ôi chà. Mùi thế này thì sao nó dám ăn. Nuốt đi, nuốt đi. Rồi. Thích ăn đào táo nên mà đừng ăn kẹo. Khi mua ăn kẹo pháo á, giật mình lên. Đã quần buồn à. Đang rù đồng bòn vô đó, yên tâm đi. Thả vô nó coi mà. Vừa rồi giật hụt hai con ở đây nè. Thế là đỉnh dơ luôn. Nó không thèm ăn nữa. Chắc chắc phải tặng tặng liếng liền. Ừ. Đó. Hai tay hai cân đó. Ui trời ơi. Đó đặt ra chỗ này đó. Tôi chuyển sang góc bên này thôi anh nhá. Góc bên kia cá nó không ăn. Này. Tự nhiên hắn đi mua hết thôi. Rồi nè. Cực mắt nhá. Luôn nó cầm in một lời. Bé bé. À, hùng mà chỉ bị... Cái gái này đâm đau lắm. Ôi cá ơi ăn đi. Chắc như cái thả câu này nó ăn rồi á. Uầy uầy uầy. Yeah.
Ui, một đôi. Không mà chi vừa câu đâu mà con rớt luôn anh ạ. Cả trâu. Cả trâu à? Ôi, đập vô lưng tôi, rớt luôn. Chủ ở Đà Lạt với trâu cho con rùng nữa thôi. Đập vô lưng phạt rớt luôn. Tiệt con cả trâu nên tuôn tách tách nhưng mà là... Tiệt ơi. Đúng. Đen rồi. Đen rồi. Đập vô cái lưng phạt rớt luôn. Gà trâu to chất. To. Nghe gì? Nghe kêu nhưng mà rụt đập vào cái lưng và rụt luôn. Đen đó, đen đó. Cùng mệt chi đen đó. Sáu. Sáu ấy rụt chết thôi rồi. Cùng mệt luôn, tổ thơ luôn. Vừa hàng con đó. Phải thay mối cho họ. Con bình bố này con còn nữa lẹ. Ít mà có ăn lúc đó nó cao ăn luôn. Thật này con cá trâu. Đen thật luôn. Quá đen cho anh hùng Messi. Khi con cá trâu đã lên bờ còn rớt xuống nước. Bắt cái lưng mới rung lệ. Ừ. Cái tuổi hình bênh bênh là cái mô mình hả đấy thôi. Ừ. Và bay luôn. Đen thế, nhiều lông quá. Ta đen này còn lắm lông. Kiếm một con nào. Chỉ gọi lên đây đi. Ơ, thay mùi về ăn liền này. Mời mọi người cùng phải đặt số.
luôn. Ăn chút vỏ muối luôn ạ. Vỏ muối là kẹo, kẹo. Và cả bế chú nữa. Toàn là thịt quần. Ui, tuyệt vời, cả đô đông. Đúng rồi. Đây, 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 bắt lại Tụi ổ mát luôn mà. Đô đông anh em ơi. Thành phố lên cờ đen nhó. Thành lúa. Ui, gì. Em đông đông quá. Thà nó cờ nhai xuống được luôn. Làm từ tiền hay nhiều rồi đấy.
chỗ cậu đây. Nó còn gì nữa, bụng bụng nó chưa to khổng lồ nó. Ô ăn cá nhạy này ta sau là con cá kêu thôi bố ơi để ngoài trùng cái nết anh em ơi không mẹ chi vừa câu được con siêu to khổng lồ bụng nó vơi đều nổi vơi nó cái chạc mất rồi nó. Con cá hả? Con cá mà cái mồm nhỏ hơn cái dây nọ. Sâu gì nhẹ có mồm cả rô lót lên. Áo, ôm rướng. Quán lắm. Ăn là câu từ đâu vậy? Này, chẳng ăn là câu rồi mà cũng ăn. Cái đàn quả đó nhạt ăn không? À, vừa rồi địa chỉ câu anh em ạ, vừa rồi câu ở trên này này, bây giờ Hùng Messi nhảy xuống đây, còn tôi câu đây, còn cá đây này vừa rồi giật được khá là nhiều nhá, đây 1, 2, 3, 4, 5 nhá, Hùng Messi thì được 4 con nhưng mà rớt xuống nước mất 2 con, bây giờ kết quả là vẫn thua tôi, đây để sang xem Hùng Messi câu đây, câu của tôi cứ ngâm nó thôi, tôi câu cá kiểu ngâm câu rồi chỉnh đó. Rồi nhìn nét nhờ. Hơi bị giò luôn. Có chỗ đứng ngon nha. Cản chí, chỗ nó sâu lụt đâu mấy mét rồi chứ. Câu được thôi, kêu như nửa. Đó. Đây là xuống coi cái cân câu luôn. Thua bằng chỗ khi nào quán thua bằng chỗ khi nào không hay là lại không ăn thua bằng
thảo được cái cây hoa sùng nữa có lẽ có nữa. Nông à? Ông Messi vừa đi làm mực xong rồi đi câu thì đen là đúng rồi. Ui, ngon ngon ngon, rô đồng, ném lên đây, để cột vào dây cho. Trước khi đi là ông Messi là vừa mua 2 cân mực anh em ạ. 2 cân mực 80.000. Là làm xong mực rồi mới đi, cho đó bây giờ là đen như thế đó. Thì dây mới rồi. Cái nón đây. Để sau dây mới. À, vừa anh Hùng Messi ấy, mua 2 cân mực trị giá 80.000. Sau đấy anh Hùng làm thịt mực xong rồi mới đi câu. Đúng ra là tôi xuống đủ đi câu là lúc làm thịt mực. Đấy. Xong bây giờ đi câu là đúng đen như mực luôn. Câu được 5 con thì rượt xuống nước 3 con. Con này con thứ 6. Rồi. Cá đâu? Ơ. Cá không câu lại câu dây hoa súng à? Để xuống coi câu. Bốn phút mà mới được một con. Trên kia ăn mạnh hơn hả? Thành quả ngày hôm nay đây anh nhá. Đây này. Đấy, một sâu cá rô nhá. Tôi với Hùng Messi đây. Anh em câu hôm nay cá không ăn mấy. Nói chung cũng tạm tạm thôi. Bây giờ sẽ đi về nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Còn Hùng Messi hôm nay đen hơn tôi vì trước khi đi câu là làm hết 2 lô mực rồi, 2 kg mực. Mực ống siêu to khổng lồ. Một cân mấy? 40.000 à? Mực mà một cân 40.000 anh em ạ. Quá rẻ luôn.